Chất hơn nước cất, chiếc mít chạy bằng cơm khiến cư dân mạng xỉu ngang vì cuốn hơn cả bàn gốc. Mới đây nhất, một cô gái tự làm bít bằng dụng cụ thô sơ như chiếc lược và bàn tay đã khiến những ông hoàng giai điệu hay phù thủy phối khí như anh Hoàng Toliver cũng phải bất lực. Không tin nào thì nghe đây này. Để có thể nhắm mắt và yêu đứng đuối và bỏ lại số lưng em tất cả. Ôi giời ơi, đã sinh hát hay lại còn tự làm beat mà không tốn kém như thế này thì anh nào cũng muốn bế về ngay và luôn thôi phải không? Được biết cô bạn tên là Vũ Đàm Thùy Dung, dù thuộc thế hệ Gen Z nhưng nàng ta lại rất thích cover những ca khúc hot cách đây vài năm. Sau khi đoạn clip được viral trên nền tảng TikTok, nhiều người đã để lại bình luận như sau: không mê bài hát mà mê người hát, phóng bản remix qua đề. Còn bạn nghĩ sao về Thùy Dung? Cùng comment chia sẻ với 8TV ngay và luôn nhá. Ủng hộ kênh bằng cách like, share và ấn theo dõi mỗi ngày nữa nha.